chó là Giết cô ta đi. Vâng. Nếu tiên sinh đã nhận ra người đó đoản mệnh, vậy tiên sinh nên thuận theo ý trời, đừng tạo thêm nghiệp duyên trong vô hình nữa. Nếu vẫn làm như thế, làm nghịch lại thiên ý, sợ đến bản thân tiên sinh cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Nghịch thiên thì nghịch thiên vậy. Phụ hoàng, mẫu hậu, mười vạn đại quân ép sát biên giới, phong hỏa đại ven đường, không có cái nào phát ra tín hiệu. Tại sao? Tả tướng, ngươi nói đi. Bệ hạ, tể tướng không có đến. Dừng máu. Tể tướng đại nhân nói rồi, chưa đến đại nghiệp thì xe của công tử không thể dừng được. Tại sao hôm nay có biến gì chứ? Tể tướng đại nhân nói rồi, đến đại nghiệp tự sẽ có người bảo vệ công tử chu toàn. Sao ngươi lại đeo khăn màu đen trên đầu mình? Công tử, nếu không quay đầu trở về, ta sẽ chết ngay ở đây. Quay đầu. Thần tiên phá đá mà. Giết. Mở cửa thành, đón đại hoàng tử vào thành.
tỉnh lại đi. Phu quân, đang đến đây làm gì? Còn không mau chạy đi. Thiên Nguyên Quốc sao lại đến nhanh như vậy? Chắc chắn là tả tướng cầu kết với Thiên Nguyên, dẫn quân của Thiên Nguyên vào thành rồi. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, phụ hoàng, mẫu hậu, đi mau, đi mau đi. A Mãn, ngươi sao rồi? Ta không sao. Cẩn thận. A Mãn, A Mãn, A Mãn, A Mãn, ngươi mau tỉnh lại đi. Yến Yến à, ta đưa muội ra. Đi theo ta đi. Tử Thần, ta đưa muội đi. Công tử không thể cứu nữ tử này. Câm miệng. Ly đế Ly hậu đã chết rồi, tướng quốc có lệnh không được để bất cứ ai trong Ly thành sống. Ta bảo ngươi câm miệng lại. Đi thôi Yến Yến, ta đưa muội rời khỏi nơi này. Công tử, ngậm miệng. Yến Yến, đi cùng ta đi. Không thể ở lại nơi này lâu được, mau đi với ta. Đi thôi. Ta sẽ bảo vệ cho muội. Ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ cho muội. Thuyết minh bởi Thiên Nguyên TV hay.org. Thì ra cả nhà huynh đã thông đồng với nhau từ lâu rồi. Công tử, đứng lại. Ai dám tiến thêm một bước, ta sẽ giết hết các ngươi. Đi mau đi. Công chúa, mau đi thôi. Phụ hoàng, mẫu hậu, chẳng
Công chúa, đi máu đi. Sư phụ, đi đi. Đi máu đi. Nhanh nào. A Mãn. Công chúa, A Mãn. Hải Sơn thật tốt, thay cho A Mãn. Muội đừng nói nữa. Ta đưa muội đi Nam Cương. Đưa muội đi tìm Đại Vương Chúc ở đó. Họ nhất định có thể chữa khỏi cho muội. Nhất định có thể chữa khỏi mà. Nhất định là được. A Mãn. A Mãn chết rồi. Người thân cuối cùng của ta cũng chết rồi. Trên thế gian không còn tình yêu của phụ hoàng, mẫu hậu, huynh trưởng. Đường đi thật là tối tăm. A Mãn, dừng lại đợi ta. Hãy đợi ta. Tử thần lạc luật là ta phản ứng ngươi. Rốt cuộc là con bị sao vậy? Con đó, chẳng có quy tắc gì hết. Tiên sinh, ta không sống tiếp nổi nữa. Giờ chưa phải lúc để ngươi nhục chí. Nếu ngươi chết rồi thì làm sao bà còn báo thù được nữa? Báo thù ư? Ta có năng lực gì mà giết hết được cái đám yêu ma đó chứ? Trên thế gian này có một pháp khí tên là linh đăng. Nó có thể hấp thụ linh lực của yêu ma. Nếu như thắp sáng được nó lên thì còn có thể hấp thụ được tất cả linh lực của yêu ma khắp thập lý bát hoang này. Chỉ là nếu muốn thắp sáng nó thì người phải ký hiệp ước máu với nó. Cuối cùng chính là lấy linh tế đèn tan thành tro bụi. Ta phải đi tìm linh đăng. Ta phải tiêu diệt tất cả yêu ma của Thiên Nguyên Quốc. Ta phải giết hết yêu ma trong thiên hạ này. Con phải báo thù diệt phụ hoàng, vì mẫu hậu, vì huynh trưởng, vì A Mãn nữa, vì tất cả những người Ly quốc đã bị tàn sát.
Điện hạ, xin sư phụ dạy con pháp thuật đi, giúp cho con tìm được Linh Đăng, báo mối thù máu vong quốc, cứu lấy bách tính của Ly Quốc. Điện hạ. Điện hạ, mau đứng lên đi. Nếu như muốn có được Linh Đăng thì điều điện hạ phải làm là quên đi thân phận của mình, mà danh ẩn tích sống qua ngày. Từ nay về sau, trên thế gian này sẽ không còn đế nữ Đại Ly nữa. Làm thêm chỗ này đi. Mau dừng tay lại. Chịu quản sự. Cẩn thận cái mạng nhỏ của cô đó. Hạ văn khắc trên bức tường này không giống bình thường đâu, là phù văn đấy. Phù văn à? Khắc cái này làm gì? Đây còn không phải là vì đám người tôi tới như chúng ta sao? Từ nhỏ ta nghe nói đệ tử núi Hương Thủ ai ai cũng anh tuấn hiếm thấy, rất đáng ngưỡng mộ. Ta còn cầu xin phụ mẫu cả nửa năm mới có thể được lên núi, nhưng mà ai ngờ đến lâu như vậy rồi đến cả cái bóng của tiên nhân cũng không thấy nữa. Lúc đó ta liền nghĩ á, bọn họ hình như bị chúng ta nhìn một cái liền giống như bị mắc bệnh khó nói không bằng. Vậy Triệu quản sự không phải cuối cùng cũng được như mong ước sao? Vẫn là một người đầy tớ đấy thôi, nhưng mà có thể nhìn thấy tiên nhân rồi. Quản sự à, nhìn đống vỏ hạt dưa của người xem kìa. Còn không mau quét dọn sạch sẽ đi, nhanh lên. Bức tường này cao như vậy, cho dù không có phù văn thì chúng ta cũng không thể nào bay ra được. Ơi này, mau nhìn đi, tiên nhân đến rồi, tiên nhân đến rồi, tiên nhân đến rồi kìa. Đúng là tiên nhân này. Tiên nhân thật mọi người ơi. Đâu rồi, đâu rồi? Xem đủ chưa hả? Không mau đi làm việc đi. Tháng sau Bạch Hạ Long Vương đến đấy. Có bất cứ sơ suất nào, tôi với mọi người đều bị đuổi xuống núi đấy. Nhanh lên. Nhanh đi làm việc đi. Đi đi, đi làm việc thôi. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Muội muội à, hôm nay bụng ta có hơi đau. Bên điện bác lại đang thúc giục ngày mai phải rửa xong rồi đem qua đấy. Không sao đâu, tỷ tỷ để muội giúp cho. Buổi chiều muội sẽ đi lấy. Vậy thì tốt quá rồi. Đàm xuyên muội muội, lần trước muội giúp ta làm lọ hoa tươi đó. Bên điện tây là chỉ tên ta làm. Vừa hay muội cũng muốn làm một ít đấy. Nếu như tỷ tỷ có thời gian rảnh rỗi thì dạy cho muội muội theo thùa nhé. Tài nghệ theo thùa của tỷ ở trên núi Hương Thủ này mà đứng thứ hai á, không có ai dám nhận đứng thứ nhất đâu. Nhất định rồi, muội muội đúng là đẹp người ngọt miệng nữa. Xuyên tỷ à, bọn họ lại tìm tỷ làm gì vậy? Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi à. Xuyên tỷ, gần đây tình hình kinh tế cá nhân của tỷ có dư giả ra chút nào không? Không dư giả, không dư giả. Muội lại làm sao thế? Muội lại nhìn trúng tiểu ca ca nào rồi? Lần trước á tặng cái túi đó,
cho tên đổi ca gì đó, huynh ấy nhận được chứ? Sao lại nhắc đến những thứ phàm phu tục tưởng đi chứ? Lần này thì nhất định phải giúp muội, nhất định đó. Nói đi chuyện gì? Tháng sau Bạch Hà Long Vương sẽ đến đây đó. Nội lý muốn triệu quản sự cho những người đầy tớ ở bên ngoài vào bên trong giúp đỡ. Nội lý hả? Muội đang nói là đất phúc tiên gia của núi Hương Thủ sao? Đúng. Đừng nhìn bề ngoài mọi người đều làm như không có gì, nhưng mà trong thâm tâm đều có ý đồ riêng cả đấy. Này, nói nhỏ thôi chứ. Đây là cái gì? Mùi thấy triệu quản sự cả ngày đều thích ăn hạt dưa da cá của cá đác này, nên mùi đã đặc biệt nhờ người từ dưới núi đem về đó. Xuyên tỷ à, thì cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút đi. Thì biết làm việc như vậy, nếu như trở thành đội tự dịch thì nhất định sẽ trở thành người tài đó. Nói cũng có lý ha. Quản sự có gì phân phó sao? Xuyên Nhi, đây là cháu trai nhị manh của ta, vừa mới đến đây, tuổi 20, chưa lấy vợ. Nhị huynh, xin chào. Xuyên Nhi à, chắc cô cũng có nghe nói rồi, Bạch Hà Long Vương này á sắp đến đây làm khách. Còn ta thì hai ngày này đang bận chọn ra đội tự dịch. Ta đấy mà, có một yêu cầu như thế này, muốn hỏi ý kiến của cô. Quản sự có gì thì cứ phân phó là được rồi. Xuyên Nhi à, cô cứ gọi ta là gì đi. Cô đến đây cũng không phải ngày một ngày hai gì, khách sáo như thế làm gì chứ. Chuyện mà quản sự phân phó, Xuyên Nhi đều có thể làm được. Xuyên Nhi, thằng cháu trai này của dì á, não nó không được bình thường, nhưng mà bụng dạ nó không xấu đâu. Cha mẹ nó mất sớm, đáng thương lắm. Ta nghĩ đưa nó vào bên trong cho có chút tiền đồ. Này, dì nói cho con một bí mật. Long Vương Song Bạch này á, bề ngoài đối đãi với sơn chủ chúng ta tốt, nhưng mà thực tế bọn họ từ trước tới nay á, mặt với lòng là không giống nhau. Lần này tới thăm không biết chừng có mục đích khác nữa, cũng không phải tiên nhân bình thường tới đấu pháp thuật đơn giản như vậy. Ta nghe nói không khí bên trong đó cũng rất căng thẳng. Trong những người tạp dịch chúng ta, Xuyên Nhi là người hiểu chuyện nhất. Vì vậy á, dì mới nghĩ là để cháu gả cho nhị manh ở bên cạnh nó trông chừng đó, bớt cho đứa nhỏ này vào trong đó lại ngốc nghếch gây chuyện nữa. Xuyên Nhi, còn có đồng ý không? Được ạ. Đồng ý sao? Đồng ý mà. Được. Dì biết cháu là chu đáo nhất đó. Vậy, nhị manh, đừng nghịch con gà này nữa mà. Lại đây. Đưa ta. Sau này hai người đã là người một nhà rồi. Gì? Mắt người này thế nào vậy? Cô ta xấu như vậy, mặt vàng hơn cả Trần Miền. So với Thanh Thanh cô nương, cô ta còn không bằng ngón tay út nữa. Sao mà xứng đáng với ta chứ? Đứa nhỏ này sao lại... Đúng. Sao có thể xứng với ta chứ? Nói đúng lắm, ta không xứng. Xuyên Nhi ạ, còn nữa ta nói cho cô biết nè, hàng ngày cô không được bám lấy ta, ta rất bận. Đứa nhỏ này sao lại nói như thế chứ? Gà, chúng ta đi. Nhị manh, Xuyên Nhi, tính cách của nó không tốt như vậy đó, cho đừng để trong lòng nha. Sao có thể được ạ? Lệnh chất là thẳng tính, cởi mở, không giả tạo, đúng là đàn ông. Đúng, cháu thích phải không? Thích chứ. Thích là được. Vậy mối hôn sự này chúng ta chốt như vậy nhé. Vâng, thật là tốt. À đúng rồi dì, Xuyên Nhi có chuyện cần nhờ. Nói đi, đừng nói là nhờ vả. Chúng ta là người một nhà rồi, không nói hai lời đâu. Hạt dưa này là Thúy Nha mang cho dì. Mấy năm nay Thúy Nha vừa hiếu thuận lại hiểu chuyện nữa, chắc là dì cũng biết. Ta biết, ta muốn nói không ngờ Thúy Nha lại có tấm lòng này. Được rồi, cháu định nói gì ta biết rồi. Ta thích tính lương thiện này của cháu. Vậy dì không còn chuyện gì nữa, con đi trước đây. Được, con đi nghỉ ngơi đi. Đi nghỉ ngơi đi nhé.
Xuyên tỷ, cho vài chút tiền đi. Nhường đường chút đi. Không có cô kìa. Nhường chút đi nào. Cho nhường đường chút, xin lỗi. Xuyên tỷ, có tỷ kìa. Có cả ta nữa. Cho đi nhờ chút. Huỳnh là ai vậy? Dọa người ta vậy? Ta là của Đàm Xuyên, của... bạn của Đàm Xuyên. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Xuyên Nhi, vậy ta nói đúng rồi. Cô là nhìn lâu thấy đẹp. Thật ra càng nhìn càng thấy đẹp nữa. Đã ồn ào xong chưa? Người được chọn mau chóng theo ta đi lấy quần áo nè. Nhanh lên. Rõ. Mau mau mau. Đi thôi, mau lên. Đi qua hang động phía trước chính là núi Hương Thủ. Hàng ngày ta thường dung túng cho các ngươi. Hôm nay ta phải dạy các ngươi những quy tắc. Việc ăn uống mặc dùng trên núi đều phải cẩn thận. Nếu không may mà đắc tội với ai, không phải là thu dọn đồ mà đi đơn giản như vậy đâu. Nghe xong đã hiểu chưa? Vâng, hiểu rồi. Đi theo ta. Xuyên tỷ à, đã 2 canh giờ rồi, đến khi nào mới tới chỗ đây? Phía trước chính là bên trong núi Hương Thủ. Các người nghe rõ cho ta nè, mặc kệ là nhìn thấy cái gì đều không được la hét lên, biết chưa? Rõ. Lại phải leo nữa hả? Chỗ tiên ở phải cao chừng nào mới được vậy? Mau lên đi, mau lên. Đừng có đợi ra đó nữa, mau đi theo đi. Đã dạy dỗ các ngươi rồi, cúi đầu xuống cho ta, đừng nhìn trái nhìn phải kìa. Nơi của tiên nhân á, khắp nơi đều là quy tắc. Sau này chỗ ta không cho tới là không được tới đó. Chuyện không được phép làm cũng không được làm, đặc biệt là chỗ nơi hậu sơn, đó là cấm địa. Đừng trách ta không nhắc các ngươi nha. Một khi đi vào rồi, vậy thì sẽ bị biến thành tro bụi đó. Nghe thấy chưa? Nghe rõ rồi. Đi vào trong chính là điện Ninh Bích. Các người quy củ một chút cho ta. Mau đi, mau đi. Đi, mau lên. Đừng nghịch nữa, mau vào đi. Thật là, mau đi vào. Mau vào đi. Tỷ xem, Xuyên tỷ, không được nhìn lung tung. Thanh Thanh đại nhân tới. Thanh Thanh đại nhân, đội thị dịch mới tới đều ở đây. Tử Khâm, Nhất Tâm, các người sắp xếp công việc cho bọn họ đi. Vâng. Sau khi kết thúc hãy dọn sạch nơi này. Vâng.
Ngươi xem, Cửu Vân sư huynh đẹp trai quá. Đúng vậy, ngươi xem kìa, đẹp trai quá. Ngươi nhìn hình ấy thổi sáo, thổi sáo cũng đẹp trai nữa. Thật sự quá đẹp, đúng vậy. Cửu Vân sư huynh làm gì cũng đẹp hết. Đúng đó, ngươi xem huynh ấy ngồi đó đẹp trai biết bao. Đúng rồi. Cửu Vân sư huynh bị đám tạp dịch các ngươi quấy nhiễu nhã hứng rồi. Nhiều người như thế không phải là ở trên núi chiêu mộ đệ tử mới chứ? Bẩm sư huynh, những người này là nội thị dịch mới tới. Bởi tháng sau Bạch Hà Long Vương đến Hương Thủ Sơn chúng ta làm khách. Cửu Vân đại nhân thật đẹp trai quá đi. Xin tỷ, người có chút tiền đồ đi. Chân ta mềm không đi được nổi rồi. Đừng để những người này quấy nhiễu sự thanh tịnh của Cửu Vân sư huynh. Ngọc thạch óng ánh, cảm giác ấm áp. Là ngọc thượng phẩm có duy nhất ở trên núi, là của cô nương à? Đúng, là di vật của mẹ ta. Đồ phóng túng. Thơm quá. Tiên gia bây giờ đều tùy tiện như vậy sao? Cô nương à, ta có thể hôn cô không? Vô sĩ, hạ lưu. Người đâu, đem cái thứ vô dụng này đưa đi cho ta. Thúy Nha, Thúy Nha, Thúy Nha, tỉnh dậy đi. Thúy Nha, khó trách Cửu Vân đại nhân của chúng ta là thế gian mỹ nam đệ nhất. Nếu ta là nữ tử, ta cũng như cô ấy à? Chậm chút đi. Thúy Nha, Thúy Nha, chính là mấy người các người không biết đúng sai mới bị dung mạo mê hoặc. Giờ cả tiên giới, bao gồm cả Hương Thủ Sơn chúng ta, người xếp vào hàng tiên, gặp phải hắn liền trốn mất thôi. Khó trách là hắn rất ít khi lộ mặt, bởi vì hắn nổi tiếng xấu, ngại phải ra mặt có đúng không? Cho dù Cửu Vân đại nhân của chúng ta trong lòng thoải mái, lại có tấm lòng rộng mở, lại không ngờ rằng có lúc cũng phải mượn rượu giải sầu. Cô ấy ở Hương Thủ. Ai? Cô ấy ở Hương Thủ hả? Không phải. Người sư huynh đó của ta cứu cô ấy ra từ hoàng cung Ly Quốc, hết sức khổ sở để duy trì kết giới của cô ấy, còn bảo ngươi không cẩn thận cảm giác sự tồn tại của cô ấy. Cái này không ngờ rằng cô ấy tự mình tìm đến cửa nữa. Cô ấy đến làm gì? Cô ấy đến tìm ngươi báo ân à? Báo ân? Tiên, nhân, yêu. Tam giới này ngàn năm chung sống cân bằng. Tiên không giết yêu, yêu không phạm phải tiên, luôn sống yên ổn với nhau cho đến 3 năm trước. Người vì bảo vệ cô ấy chu toàn, ra tay kích sát thiên nguyên yêu binh, phá hoại quy tắc 100.000 lần, cô ấy không cảm kích ngươi sao? Ta ngược lại muốn xem cô đường này đến Hương Thủ Sơn rốt cuộc là muốn làm gì. Huynh đệ à, tình là từ đâu? Không biết là duyên hay là kiếp nạn. Nhiều năm chưa gặp, nhà đầu này ngược lại rất nhiều quỷ linh. Không sao, ta có thời gian chơi với cô ấy. Đúng, chơi. Người ngược lại là tấm lòng lớn. Không chỉ là tấm lòng lớn. Trách nhiệm trọng đại. Có phải cái này không? Đừng có kéo ta, Nhị Manh, đừng có kéo ta. Cho ta một cái đi. Xuyên Nhi, ngươi làm việc ở đâu vậy? Ta ở Quỳnh Hoa Hoải chăm sóc hoa cỏ.
Nhị huynh, huynh thì sao? Ta còn có thể làm gì? Ta vẫn là dọn dẹp. Xuyên Nhi ạ, Quỳnh Hoa Hải đâu? Ta cũng muốn đi. Không phải, nhị huynh ạ, ta cảm thấy nam nhân cần có thành tựu. Như vậy phu thê hai người mới có thể giúp đỡ nhau mà cùng chung sống. Chuyện tình cảm mới có thể lâu dài, hiểu không? Không hiểu. Chính là nói á, ta sẽ cẩn thận đi chăm sóc hoa cỏ ở Quỳnh Hoa Hải. Còn huynh, chăm chỉ quét dọn đi. Như vậy hai người chúng ta mới có thể bên nhau buôn đăng hộ đối. Như vậy hiểu chưa? Hiểu rồi. À vậy đi thôi. Được. Cho ta một phần đi. Ta đi đây. Tạm biệt. Cho cô ấy. Đại nhân, chăm sóc hoa cỏ không phải nên dùng đòn gánh thùng to gì đó sao? Thùng nước, đòn gánh làm gì? Gánh phân đó. Vậy không bón phân, hoa cỏ sao nở ra được? Phân bón thứ bẩn như thế sao có thể mang đến Quỳnh Hoa Hải được? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn đó. Tiểu nhân không biết. Đại nhân có thể nói rõ không? Loại ở Quỳnh Hoa Hải là hoa cỏ tiên. Mỗi ngày chỉ cần dùng bình sứ đi thiên thượng trì đổ đầy nước, tưới cho hoa cỏ vài giọt mỗi ngày thôi. Đơn giản vậy đó, hiểu chứ? Hiểu rồi, đi đi. Người tiếp theo. Xuyên tỷ à, ta mệt chết mất. Vẫn là tỷ được thoải mái làm bạn với hoa cỏ. Đâu có giống ta đâu. Hôm nay bị tiên hạc xấu xí bổ chết. Đói chết nó cho xong đi. Tiên cảnh bảo địa gì chứ? Đến động vật cũng bắt nạt ta nữa. Cái này phải làm từ từ. Những con thú nhỏ giống như người vậy, đợi các người chung sống với nhau một thời gian dài, dần dần nó tự bị tâm ý của ngươi nắm giữ. Lúc bắt đầu không phải ngươi nói ngươi muốn vào núi, đến xem thấy